Ok, thì Sang sẽ ok em tí sao thì nói về cái chủ đề nó hơi nó hơi xa vời chút, thức tỉnh tâm linh thì cái này bắt đầu từ cái này là một cái gì đó xảy ra bên trong, bắt đầu với Sang từ năm 2017, 2017 là cách đây 3 năm rồi. Ok. Thì Sang sẽ share screen cho các bạn ha. Accessory. Ok. Bạn nào thích nghe trên GC thì có thể vô GC GC mình sẽ comment ở đâu này, từ để mình bỏ cái link GC vào trong cái. Thì mọi người có thể vào GC để tương tác trực tiếp cũng được. Thì cái 2017 thì sang xảy ra gọi là xảy ra cái hiện tượng mà người ta hay nói là thức tỉnh tâm linh. Thì nó có thể thế này thì chắc là mọi người cũng có một số bạn cực kỳ quan tâm, một số bạn đa số thì lại không biết nó như hình dung nó như thế nào hết, nhưng mà một số bạn thì cực kỳ quan tâm tới cái lĩnh vực này, tại vì nó là cái gì đó nó bên trong nó rất là mãnh liệt. Và cái trang này thì sang sang lưu thời gian thôi, thì nó 2017 thì lúc này trong người mình nó có cái gì đó rất chi là xôn xao, không hiểu, và khi mà đi học thiền nó đổ ra thì lại càng không hiểu nữa, nó quá chi là mới lạ, và nó làm mình bung tất cả bên trong ra, không 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 có biết là đang xảy ra cái gì cả, nó có lạ so với cái hiểu biết của mình, cái học cái hiểu biết về con người mình, tức là bình thường chỉ biết mình là một người có thân xác, có trí tuệ, có suy nghĩ, nhưng mà khi mà nó hiện tượng nó xảy ra thì không không biết gì cả, và nó làm mình lao đao thời gian. Thì lúc đó mình làm rất là nhiều thơ, mình đi lang thang thiền khắp nơi và làm rất là nhiều thơ, và thời gian này thì làm thơ nhưng mà sau này thì làm không được nữa. Thì nó là một dạng ngẫu hứng nào đó bên trong, nó tự động nó làm những việc này, chứ thật ra thì Sang cũng không không có suy nghĩ hay là không có sáng tác ra mấy cái này đâu. Nhiều lúc làm xong thấy cũng hay hay mà không hiểu là cái gì hết, thì thường là như vậy. Đây là một ví dụ về một cái tín hiệu tâm linh bên trong, một ví dụ thôi, chứ còn cụ thể thì nó cụ thể thì sẽ như thế này ha. Cụ thể thì Sang sẽ nói về cái đoạn mà thức tỉnh tâm linh thực sự nó hình dung như thế nào. Thì tâm linh thực sự là nói cái phần này nè, cái phần mà người ta gọi là tâm linh, phần tâm linh, cái từ mình nghĩ chính xác là cái từ tâm linh, nhưng mà cái từ trong dân gian người ta gọi là cái phần linh hồn. Thì cái phần này khi mà nó active, gọi là thức tỉnh, hay là gọi là tiếng Anh gọi là awakening, awake, thức dậy, awake, thì cái đặc tính chính của những cái này nó sẽ biểu hiện ra tùy theo người nha, tùy theo người mà nó sẽ
xảy ra một số hiện tượng. Thì với Sang lúc đó thì nó thiền xong thì nó ati trong vòng 5 ngày thôi chứ không phải ati hết. Ati thì nó có nhiều loại ati, ati liên tục, ati một phần hoặc là ati trong vòng thời gian ngắn, thì nó do tùy cái người mà nó ati như thế nào. Thì cái mà Sang ati là nó ati trong 5 ngày đó, nó liên tục như vậy, liên tục đều như vậy, và nó cái giác quan của cái tâm linh đó nó mở. Thì khi mà giác quan tâm linh mở thì con người mình nó sẽ không như bình thường, nó con người mình nó sẽ rớt vào một thế giới khác, một thế giới khác. Bên cạnh đó nó vẫn vẫn có mắt mình vẫn thấy, vẫn 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 là ở trong thế giới này, nhưng mà nó lại kèm thêm một thế giới khác. Đặc biệt là khi mà nhắm mắt lại thì cái thế giới khác nó hiện hữu. Nó có cái thế giới khác đó, nó lại không phải là một một thế giới, mà nó lại đa tầng, tức là tùy theo cái mức cái mở bên trong đó, mà nó thấy theo kiểu khác nhau, chứ không phải là một một tầng tâm thức thôi. Tức là cái tâm linh bên trong nó, cái bộ giải mã tâm linh nó cũng đa tầng tùy theo cái mức năng lượng mà mình mở ra. Tức là thì sẽ có một số hiện tượng lạ mà các bạn học thiền mà nếu không chú ý thì sẽ rất chi là khó hiểu, rất chi là bỡ ngỡ, và chắc chắn là nó sẽ xảy ra hiện tượng rối loạn đôi chút. Rối loạn đôi chút thì sang lúc đó cũng rối loạn chứ không có phải là gì chuẩn đâu. Thì nó quá mới lạ mà. Thì cái thế giới đó nó cũng là nó cũng có những cái tín hiệu như là mình nghe được những cái tín hiệu từ người khác, nhưng mà người khác là trong cái thế giới đó chứ không phải là người khác giống như là người mình. Và thấy được thì thấy rất là nhiều thứ. Cái thế giới đó rất là đẹp, thế giới đó ban đầu cực kỳ đẹp đẹp, tại vì nó lạ, và nó ví dụ như cái con mắt mình nó bình thường nó chỉ thấy được cái một cái đoạn ánh sáng nhỏ thôi, thì mình sẽ thấy được hình dạng của các vật thể là như vậy. Nhưng mà cái loại mà ánh sáng mà khi mà cái tâm linh nó active á thì nó lại tùy theo cái độ active đó mà nó lòi ra rất nhiều là hình dạng, rồi ra rất nhiều là loại ánh sáng, và nó có thể sáng rực luôn, có thể sáng rực rỡ như như một cái bộ phim, trong một cái bộ phim gì đó. Thì nó rất chi là đẹp và nó cuốn hút, thú vị, và nó cũng thay đổi liên tục tùy theo cái tầng tâm thức mà thay đổi. Thì nhưng mà ngoài ra thì bên cạnh cái sự thú vị đó thì nó cũng có thể có cái gì đó rất chi là méo mó và rùng rợn, chứ không phải là đẹp không. Thì chính vì vậy mà nó làm cho người người mà rớt vào cái trường đó, trải nghiệm tâm linh nó sẽ dễ bị rối loạn. Thì nếu như mà bạn thấy một cái hình ảnh nào quá rùng rợn mà cái tâm bạn sợ hãi thì chắc chắn nó sẽ rung lắc, hoặc là quá đẹp bạn bị cuốn hút, thì nó có thể là khi mà thoát ra thì nó sẽ bị vương vấn ở trong cái khung cảnh đó. Thì nó là một loại, vừa là một một cách để mà chúng ta hiểu hơn về con người, tức là hiểu hơn về cái awakening, hiểu hơn về cái sự thức tỉnh đó. Thì ngoài ra nó cũng là một thử thách cực lớn với những người đó. Thì mình nhìn cái cách mà bác cái Đặng Lê Nguyên Vũ mà nói chuyện đó, thì mình biết cái chuyện gì đã xảy ra với bác đó, mình biết.
Nhưng mà thực chất thì mà nói là vẫn còn cái gì đó mà bác đó vì cái gì đó chưa có thể xử lý được thì rất là đáng tiếc, rất là đáng tiếc. Tức là Sang thì Sang cũng ở trong cái trạng thái lúc đó nó cũng gần gần giống như bác ấy, tức là hơi bị điên loạn chút, nhưng mà thời gian ngắn sau đó Sang có vẻ là may mắn hơn, may mắn hơn nên là đã khám phá ra cái cách mà luyện tâm đó, và bắt đầu thì thời gian này Sang mới hướng dẫn lại cái tâm, tức là tâm rồi thiền như thế nào đó, Sang livestream trên trên YouTube ha, trên YouTube và trên YouTube. Thì cái khóa này thực chất là chia sẻ lại cái sự may mắn của mình thôi, sự may mắn, tức là mình vô tình mình vớ được cái bí kíp, xong rồi mình thấy nó giúp mình có thể thoát qua những cái dao động đó, dao động năng lượng của cái này này thôi. Dao động tức là cái nguồn năng lượng mà lúc mà linh hồn nó nhíp á, thì nó đứt cực mạnh và nó dao động. Tức là bình thường tâm bạn mà khi mà lên tới đó thì tâm lúc đó mà nó chưa có dao động gì á, thì nó rất cực kỳ là đẹp. Nó đang sống bằng cái năng lượng đó, mà sống bằng cái thức tỉnh đó, mà nó rất cực kỳ là đẹp. Nhưng mà khi đến lúc mà nó tâm nó có gợn gì đó thì nó cực kỳ kinh hoàng, cực kỳ kinh hoàng, giống như là đối mặt với cái chết vậy đó. Sống sống lúc đó cái hình dạng, thậm chí cái hình dạng nó tương tác lên cơ thể, mà cái hình dạng thực tế của thế giới này cũng không còn luôn, méo mó, lắc lắc dữ dội, lắc dữ dội. Mà lúc đó cái cảm giác giống như là đang sắp chết. Thì lúc mà sắp chết đó hồi hình như là nó kinh hoàng, nó chưa bao giờ mà nó cái trải nghiệm mà về cái sự chết nó dễ sợ như vậy. Và lúc đó cũng bối rối và nhớ đến cái tín hiệu trong cái lần mà trải nghiệm tâm linh đó, tín hiệu mà Sơn nói là thấy có người cho cái gì đó, thì dùng cái đó và xử lý được. Phải mất thời gian là khoảng tầm 2017, tức là gần hết năm đó, gần hết năm đó thì Sang mới xử lý được các cái thông điệp âm thanh cũng như là những cái thông điệp trong thiền đó, rồi đi ra trời ra đất thiền, và mới có thể nói là ổn trở lại, ổn trở lại để mà hướng dẫn cái cách để mà thiền sao cho nó tránh được cái hiện tượng lắc lắc dao động. Chứ còn Sang phải nói là cái awakening là có thật, awakening riêng với Sang là có thật, không phải ảo tưởng gì hết. Tại vì cái mà ảo tưởng nó vẫn có, cái ảo tưởng nó vẫn có, tức là khi mà tín hiệu bắt đầu khởi lên ở một mức năng lượng hơi thấp thấp thì nó sẽ có lai trộn giữa cái lưu trữ tiềm thức, lưu trữ bên trong, nó kích hoạt vô đó, và khi cái ánh sáng tán xạ vô trong cái những cái bộ nhớ đó thì nó sẽ tạo ra cái hình ảnh, cái ảnh mà mình đã lưu trữ, xạ nó xuất hiện vô cái bộ giải mã ở tầng tâm thức đó, thì người ta gọi là hiện tượng ảo giác, chứng ảo. Tức là bạn rớt vô một cái khung cảnh mà khung cảnh đó là do cái quá khứ của bạn lưu trữ lại, nó y như một giấc mơ. Tức là mình ví dụ ha, ví dụ như giấc mơ là bạn ví dụ bạn có yêu một người đi, yêu một người là ban ngày các bạn dắt người đó đi ăn kem, nhưng mà khi mà nằm mơ thì bạn thấy ban đêm bạn dắt người đó đi ăn bún chẳng hạn, thì đó là ví dụ như vậy. Tức là cái ăn kem đó thì là sự thật, nhưng mà khi mà vào trong cái khung cảnh mà tái hiện lại thì nó lại ra cái cảnh ăn bún, thì đó là sự méo về về tán xạ gì đó, trong cái đó cũng khó giải thích lắm. Nhưng mà cái hiện tượng đó là có xảy ra, hiện tượng đó là có xảy ra, nhưng mà khi mà cái vượt qua cái tầng tâm thức ảo nó thì nó sẽ dần dần mở ra cái tầng tâm thức thật. Thì chính vì
cái ảo nó dễ hơn, cái ảo nó mất năng lượng nó thấp hơn. Chính vì vậy mà khi mà nói về awakening thì cái bên đạo bây giờ đa số người ta sẽ cho rằng cái người mà chứng giác, cái người mà mở được cái tầng tâm thức là người bị tẩu hỏa. Nhưng mà tẩu hỏa thật chứ không phải là tẩu hỏa họ chơi, mà người ta nói đúng thật, tức là người đó có thể đã từng awakening rồi, đã từng tỉnh thức rồi, nhưng mà vẫn chịu tẩu hỏa, vẫn chịu rối loạn về tâm. Thì thực ra họ không may mắn thôi, họ họ không có giao tiếp được với những cái tín hiệu đó, và người ta không nhận được một số tín hiệu hỗ trợ. Thì khi mà thoát ra khỏi thì người ta sẽ bị rối loạn đôi chút, rối loạn đôi chút, và cái sự rối loạn đó nó kéo người ta đi hơi hơi lâu, hơi dài. Nhưng mà cái dài đó thì thật ra so với cái tâm linh đó, thì nó là cực ngắn thôi chứ không không dài đâu. Tại vì cái năng lượng gốc, cái năng lượng mà tâm linh này nè, nó tồn tại xoay vòng. Người ta nói nó là vĩnh cửu nhưng mà thật ra cũng chưa chắc là vĩnh cửu, tại vì nó có liên quan tới nhân quả nữa, tức là nó có thể phát triển lớn lên, đi lên, hoặc là có thể bị broken, tức là bị nát, bị nát. Đó là do cái cách mà chúng ta luyện nó trong cái đời này, này chúng ta luyện nó bị sai lầm, hay là bị một cái lỗi gì đó quá nặng thì nó có thể bị yếu, bị méo, bị nhíp, và nó kéo vào các cái trường mạch, trường diệt mạnh, và nó hủy luôn. Thì người ta gọi là hiện tượng hỏa ngục gì đó. Thì đó là nó không vĩnh cửu à? Chưa chắc là vĩnh cửu, tại vì những cái thông điệp đó mình nhận được mà mình nói vậy thôi chứ mình cũng không biết mình biết đâu. Thì cái đó là cái trường tâm linh nó tồn tại là awake, là mình đã trải nghiệm. Còn thật hay không thì mình cũng thực sự là mình cũng không đủ tầm để khẳng định là nó thật không, nhưng mà trải nghiệm là trải nghiệm. Rồi nó vĩnh cửu hay không thì cái càng khó khăn nữa, tức là nó vẫn có hiện tượng là hủy. Hủy thì các bạn biết rồi, nó có nhiều loại trường để hủy nó. Thì do đó mà khi mà awake thì người ta giải mã được một số thông điệp, mà người ta biết được là khi sống thì nó phải như thế nào, phải luyện như thế nào để mà cái trường nó khỏi bị hủy, hoặc là bị thái hóa thôi cũng là đã làm mệt mỏi rồi. Tức là một 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 kiếp người của chúng ta thì một kiếp một một đoạn như là chúng ta học hành, chúng ta hành động, chúng ta học nó, chúng ta làm việc hay chúng ta gì đó, thì thường là chúng ta không biết về nó và có thể vi phạm cái luật tự nhiên, vi phạm cái luật đó. Thái hóa thì cái phần mà luân hồi, cái phần người ta gọi là kiếp sau đó, nó sẽ lưu lạc, nó khó luân hồi, nó đi đâu đó, nó rồi nó lang thang, nó rớt vào một cái gì đó thì cũng không rõ, mà đó là hiện tượng thái hóa tâm linh. Thái hóa có cái hiện tượng hủy, tức là hủy diệt á, có cái hiện tượng thái hóa, và tất nhiên là nó cũng có cái hiện tượng là đi lên, tức là người ta gọi, mình gọi cái từ là kiến tạo, chứ mình không gọi cái từ là phát triển. Mình gọi cái từ kiến tạo tại vì nó là học về, nó là học về cái khả năng khởi dần, cái khả năng của nó để phục vụ cho một cái khác nữa, tức là nó có cái phục vụ cho bạn, có phục vụ cho cuộc sống của bạn, nhưng mà không phải nó đơn thuần chỉ là phục vụ cho cái cuộc sống của bạn không, nó còn ẩn chứa một cái gì đó, nó liên quan tới tự nhiên, nó liên quan tới tự nhiên. Cái chỗ này nó làm nhiều người hơi bị lẫn lộn, hơi bị bối rối, tức là khi mà người ta khởi lên một số năng lực của nó thì
người ta không hiểu gì cả, thì đôi lúc người ta sẽ nhầm lẫn với một loại năng lực gì đó cao cấp và người ta thèm khát nó. Nhưng mà người ta cũng chưa đủ cái duyên, gọi là cái duyên hoặc là cái gọi là cơ hội để người ta trải nghiệm tới những cái khả năng đó. Không phải để mình ôm về, mình nói là đây là cái gì đó đạt được, giác ngộ đạt được hay là thuộc về bạn, mà nó là những kỹ năng cần thiết để bạn làm cái gì đó nó kiến tạo hơn về cái thế giới tâm linh. Cái thế giới tâm linh, khi mà kiến tạo thế giới tâm linh như thế thì nó lại quay lại phục vụ cho cái sự sống, phục vụ cho sự sống mà chứ không phải là phục vụ cho con người ha. Sự sống trong đó có sự sống con người chứ không phải là phục vụ cho con người không. Thì nó rất là chi là rộng rộng để mà mình có thể giải thích hết cái việc mà mình phải làm thế nào để hiểu như như thế. Và trong những cái dòng thông điệp đó thì nó cũng bao hàm luôn là cảnh báo ha. Cảnh báo ví dụ như là cái thực tại tâm linh, thực tại mà đời sống tâm linh của chúng ta hiện tại á, nó có những hạn chế nhất định, nó không map được với cái tâm linh thế giới tâm linh thực, tức là thế giới tâm linh thực nó như thế, nhưng mà khi chúng ta thực hành tâm linh, chúng ta lại thực hành theo cách khác thì nó không map được. Thì về mặt tự nhiên mà nói, trước sau gì nó cũng xảy ra chuyện hết, trước sau gì nó cũng xảy ra chuyện. Làm để làm gì? Để kích hoạt, để cho mọi người dần dần nhận biết được cái con đường này là phải theo con đường thức tỉnh tâm linh, theo con đường kiến tạo tâm linh. Và trong cái quá trình đó thì các bạn học tới đến mức nào đó thì các bạn sẽ thấy cái thực tại tâm linh, cái gọi là cái nhu cầu tâm linh của chúng ta nó đang có rất nhiều vấn đề mà gần như là không thể giải thích được. Tại vì 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 dễ gì có người mà lọt vào trường này đâu để biết đâu mà thấy mà giải thích. Giải thích thì cũng không ai chấp nhận, tại vì cái truyền thống tâm linh nó đã quá lâu đời rồi, nó cả hàng trăm hàng ngàn năm như trước, như vậy người ta theo, như vậy người ta làm theo, và người ta càng ngày người ta đó, người ta theo cái nhu cầu riêng của mình. Nhưng mà thực ra nó không phải là một loại nhu cầu, nó mà là một loại gì, hiểu biết, một loại sống trong cái thế giới tâm linh đó, để nó cân bằng, nó hiểu rằng con người chúng ta không chỉ có cái thế giới này, không chỉ có cái thế giới thân xác, không chỉ có cái thế giới trí tuệ, mà còn một cái thế giới nữa chúng ta lãng quên, cái thế giới tâm linh đó, mà chúng ta đang làm sai hết, làm sai rất là nhiều thứ. Mà muốn làm đúng thì phải học, phải có những người học thấy nó hiểu thì mới sửa, họ bắt đầu mới đưa ra khuyến cáo để người khác có thể khám phá tiếp. Chứ thực ra cái này khoa học không có chứng minh được, khoa học không chứng minh được, vì bộ máy cổ máy con người nó quá chi là hoàn thiện đó, quá chi là đẹp đẽ. Thì lấy cái cỗ máy nào mà chế tạo ra cái cỗ máy nào để có thể lọt vào cái thế giới đó mà chứng minh cho loài người? Không được, không được. Những cái dạng năng lượng đó nó không phải là những cái dạng năng lượng mà chúng ta đã nhận biết, không phải là ánh sáng, nó giống ánh sáng, nó không hẳn là ánh sáng, nó không hẳn là ánh sáng. Năng lượng tâm linh không phải là năng lượng trường điện từ như chúng ta nghĩ, nó có cái gì đó mình cũng không rõ, nhưng mà nó có hình hài, nó có đặc tính. Nhưng mà chính vì cái đặc tính nó mới lạ như vậy mà mình cảm nhận được rằng cái khoa học hiện tại các bạn đi tìm không được đâu, đi tìm không được đâu, chỉ có cách duy nhất là luyện luyện
rèn luyện tâm linh, phát triển năng lượng. Tất nhiên là ban đầu phải có cân bằng tâm để các bạn tránh được những cái hiện tượng như vậy, tránh được những cái ngộ nhận, tránh được những cái lầm lạc, tránh được những cái vấp ngã như vậy. Thì dần dần các bạn, một ngày nào đó sẽ có người mở mà không rớt, tức là mình là một người sai lầm, tức là mình rớt vào đó mà mình không biết cái chuyện gì mà đang xảy ra, và mình đã gọi là đã vi phạm một phần cái con đường tâm linh của mình. Nó đã được xây dựng từ trước, nó đã được xây dựng từ rất nhiều người từ trước, nhưng mà tới cái đời của mình nó, mình lại vi phạm nó và mình móc lên chút xong cái mình rớt. Thì đó, thì việc của mình là vi phạm thì mình phải nhận biết lại và mình phải đi lại theo nó, đi lại theo đó cân bằng với cái đời sống của mình, chứ không phải là đi lại theo đó là để rời xa cuộc đời hay làm gì đó. Không, không, nó cũng không phải luôn, cũng không phải luôn. Và tới chỗ này thì nó cực kỳ là khó giải thích cho các bạn. Tuy nhiên là cái hình dạng thực sự của nó không phải như thế này đâu ha. Thì cái khởi đầu nó có thể giống như vậy, nhưng mà cái hình dạng thực sự của nó không phải như thế. Và cái hình dạng thực sự nó tùy theo cái tầng tâm thức và không có giống nhau đâu. Nên là chia sẻ ra nó cũng vô ích, chia sẻ nó mang cũng cái hình thái cá nhân mà nó cũng vô ích thôi. Thì đó, mình thấy được các pháp thiền mà nhiếp nhiếp năng lượng và bắt đầu ra cái đồ hình năng lượng đó, thì nó vẫn là một loại tầng trong đó và nó vẫn chưa có map với cái thực tại thế giới tâm linh mà các vị đi trước, những người đi trước người ta truyền dạy. Và các cái pháp đó nó vẫn có lầm lạc, nó vẫn đẩy con người, nhiều người tập nhưng mà nó vẫn đẩy con người đi sai hướng. Và sai hướng thì chắc chắn nó sẽ có chuyện nữa, có chuyện nữa. Chuyện tức là cái thực tại sinh hoạt đời thường chúng ta thấy nó đã không map rồi, bây giờ đi theo tâm linh lại không map nữa. Và cái chuyện mà khi đó nó xảy ra nó có thể là lớn hơn nữa. Chính vì vậy mà cũng cực kỳ khó nói làm sao đúng ai sai, thì nó cũng không giải quyết được vấn đề gì cả. Nên là biết tới đâu thì mình chia sẻ tới đó thôi, tức là mình biết tới cái đoạn này, mình biết mình chia sẻ chân tình là các bạn học như thế nhưng mà phải kiểm tra lại, phải phát triển tiếp, chứ học mà nói rằng cái mình học đã là tốt, đã chuẩn rồi thì cũng chưa chắc. Cũng chưa chắc, nếu mà chuẩn rồi thì cái nghiệp mà hiện tại nó phải cực kỳ là tốt, cực kỳ là yên bình, chứ không phải nó cứ làm sao thế này. Và đó, và mình mặc dù là mình mở khóa hướng dẫn về thiền tĩnh tâm, về các kỹ thuật yên bình hạnh phúc, đối mặt kích hoạt lên một số cái năng lực để nó chữa lành và tăng cường sức đề kháng này nọ, nhưng mà mình vẫn nói là cái đó chỉ là cái phần phụ thôi, còn cái phần mà chính là vẫn phải có những người đủ khả năng để hiểu được cái thực tại, cái thế giới tâm linh thực sự, để mà người khác có thể học dần dần nó mới gọi là nó mới có một gì đó hiểu được cái tự nhiên, cân bằng cái đời sống tâm linh với cái đời sống tự nhiên, với cái đời sống của chúng ta, thì mới có thể là nói về cái con đường tương lai được. Và con đường nó, mình vẫn chia sẻ thẳng luôn là nó đã được xây dựng từ hàng ngàn năm nay, từ những vị đi trước, rất chi rõ ràng là con đường kiến tạo tâm linh. Những người đó mình cũng gặp luôn, thì mình cũng có sâu đi sâu lại mấy cái chuyện này. Nhưng mà khi mà sau cái này thì chắc chắn người khác sẽ nói cái gì đó ảo giác hay là cái gì đó, thì vì là nó có ảo giác thật, nó cũng có ảo giác thật, cũng có thể thật, cũng có thể ảo. Nhưng mà cái từng bước như vậy nó sẽ giúp các bạn nhận biết được cái đoạn này nó đúng, nó sai thế nào, nó ở đâu, nó và
và nó cần phải bỏ qua cái gì, bỏ qua cái gì, thì mình không có đọc sách, đọc báo, đọc đọc sách, đọc kinh gì đâu. Những cái này toàn là nhận tín hiệu từ cái thế giới đó mà viết ra. Thì cái này là chia sẻ đến mức gọi là chia sẻ hết trơn rồi đó. Tại vì mình làm như thế này, tại vì cái lần đó mình giống như là đã chết rồi đó. Và mình nhận được cái đó, thì cái chuyện mình phải chia sẻ là mình không không chối bỏ được, mình không chối bỏ được 3 4 năm, nhưng mà mình đến lúc mà mình phải chia sẻ, mình không chối bỏ. Tức là mình chia sẻ trước cái phi vụ coronavirus này nghe, mình chia sẻ từ thực tế là hết là bắt đầu trước cái vụ này. Thì đó, hy vọng mọi người là sẽ một phần nào đó cố gắng đọc những cái tín hiệu bên trong ha, những tín hiệu gọi là trực giác, những tín hiệu về, tức là nó cũng ban đầu nó cũng nhiều thôi chứ không phải chính xác đâu. Đọc dần đi, dần dần mình đọc như vậy mình sẽ cảm nhận được cái bên trong nó lớn dần lên, nó sẽ thay đổi, và nó ngoài cái việc nó thanh lọc, nó giúp các bạn trong một số cái ứng dụng sức khỏe tâm lý, thì các bạn phải dần dần bước lên cái con đường tâm linh. Chứ còn mà dừng ở lại những chuyện an bình, hạnh phúc, giác ngộ, an lạc, nó vẫn là một cái gì đó nó không không có map với cái thế giới tâm linh đâu, chưa đâu. Thì đó là cái mà Sáng có thể chia sẻ thực sự với các bạn. Không cần phải đọc, không cần phải nói nhiều quá về giác ngộ, về những cái kỹ năng hạnh phúc yên bình, cho nó cái đó nó thu hút người khác nhiều lắm. Thì nói, tại vì người ta đang đau khổ, người ta đang lo lắng sợ hãi bệnh tật, thì bây giờ nói cái đó thì nó thu hút người khác nhiều lắm, mà thu hút nhiều vô để làm gì? Người có khả năng thực sự đi vào tâm linh thì thu hút nhiều để làm gì? Thu hút nhiều người ta không biết về những cái này thì nó lại càng rối thêm. Chính vì vậy mà mình phải nói cho nó thẳng thẳng thớm ra, mà là mình hướng dẫn tâm đó. Thì mọi người mà nếu thấy cái giai đoạn mà học mà mình chỉ cần bao nhiêu đó thôi, mình thì dừng dừng không không thấy có điều kiện để khám phá tâm linh thì dừng, chứ không phải là học để thấy một chút hạnh phúc, thấy một chút yên bình là bắt đầu giác ngộ, giác đồ quảng bá đồ, nó không đúng, nó không đúng. Nó chỉ là cái căn bản để các bạn một phần nào đó giải quyết những cái sự thanh lọc bên trong. Chứ còn mà khi mà đã nhận được cái đó rồi thì mình phải nói các bạn là nếu mà thấy cảm nhận mà có cái khả năng khám phá thì hãy khám phá đi, hãy khám phá đi. Ở đây mình có cái phần hướng dẫn về năng lượng. Hướng dẫn về năng lượng là cái phần mà tức là sau khi mà chúng ta đã tĩnh tâm rồi, tĩnh tâm có một cái kỹ thuật để an toàn thì sẽ là tăng cái tâm năng lên để coi thử mở những cái tầng chứng giác ra nó như thế nào. Dần dần như vậy thì nó sẽ hiểu dần về cái thế giới tâm linh đó, và tập đến mức mà năng lượng nó phải ở độ tự nhiên. Tức là tự nhiên mình ngồi như vậy mình có thể cảm nhận được cái năng lượng của thế giới đó, sống trong cái thế giới đó, cảm nhận thôi, mới cảm nhận thôi thì nó chưa là cái gì cả. Đến lúc nào đó nó kết hợp cái tiềm năng mà cái con đường của bạn đã xây dựng từ trước, nó kết hợp tiềm năng đó, thì đến một lúc nào đó các bạn sẽ bừng sáng lên mà mở ra, nhận được những thông điệp rõ ràng như vậy mà các bạn học.
thì đó là mình chia sẻ gần như đã hết về cái con đường, cái sự thức tỉnh tâm linh. Nhưng mà mình bây giờ vẫn là một người truyền thông điệp thôi, chứ còn cái khả năng đó là mình chỉ có 5 ngày xong mà mất. Mình đi lại, nhưng mà mình biết là cái này nó cũng không dễ dàng gì đâu. Một một sự vi phạm nào đó, một sự gọi là sự mê muội, mong muội về cái con người của chúng ta thì chúng ta phải trả giá. Thì mình như vậy, mình không nhận biết được nó 30 năm thì mình hủy cái tất cả những cái gì phía trước, mình hủy tới đó, mình hủy thì mình phải chịu cái đó, mình nó xảy ra thôi, xảy ra thôi. Thì mình hy vọng là với cái cách chia sẻ như vậy thì các bạn có một người nào đó sẽ nhận biết sớm hơn, nhận biết rõ ràng hơn, thì cái con đường của họ nó lại vững vàng hơn. Ok, cảm ơn mọi người ạ. Cảm ơn mọi người, hẹn mọi người khi khác.